Sô nằm ngủ kiểu gì đấy? Em không bị đau cột sống à? Xem nào. Ôi giời ơi, nhìn hai cái chân. Ôi giời. Nằm kiểu gì vậy? Nằm kiểu này là nằm kiểu gì? Để xem nào. Hai cái cẳng gà không? Đây là chân con gì? Ui da, úp mặt vào sông quê à? Nằm ngủ thì khổ sở. Có cái chỗ nằm đẹp ngoài kia thì không nằm. Không đi nằm chổng vó ra đây vậy? Thỏ này. Trời ơi, ngáp ngủ. Đây là con thỏ à? Yên quay sang đây cho mọi người nhìn cái con thỏ này. Ngủ cái kiểu gì vậy không biết nữa. Nằm như thế này thích à? Nằm thế này thoải mái à? Trời ơi là trời ơi. Thế nào? Chân này quặp như này. Béo quá đi. Ngáp ngủ. Thôi đi ngủ đi. Nằm đi, ở trong giường ngủ đi. Nhá, lại nằm ngoài đây này, xấu hổ chết. Này hâm à? Con này bị hâm rồi. Con này bị hâm rồi. Lại dành một cái dáng mới. Ôi béo quá, thôi. Thôi. Lại chạy một cái dáng nữa. Ông cứ quay 360 độ, 180 độ. Đánh đá quá cẩy. Ngọc nhọc. Thôi thì em đi ngủ đây. Gác lên đây. Tôi chơi mà gác lên thế này đây. Cái mặt đây. Cái mặt nó nghe đây.